Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Vi Hoàng. Và hôm nay mình sẽ chơi tiếp Candy Crush Saga. Hôm nay mình sẽ chơi 5 level tiếp theo của cái phần Chocolate Bar. Ok, một tiếng Color Bomb, quá ngon. Có gì đây? Được. Hiện tại thì mình đang ở hàng rất là thấp, 40. Mình phải chơi khá nhiều level nữa. Ok, không lên tương liên nữa, bắt đầu thôi. Nani? Được ta. Không. Ok. Yep. What? Win luôn. Nice. Quá đơn giản luôn. Ok, next level. Cái này bỏ đi. Từ mình mở vài cái đã. Open. Chưa, gần, mở gần. Để xem. Cái gì đây? Open. Mình mở rồi nè. Còn cái này. À đúng rồi, cái này. Mở liền. Please. Ok, tiếp tục. 10.000 điểm dễ thôi mà. Làm sao phải xoắn nhỉ? Bây giờ thì chỉ còn chờ hết thình hết mua nữa thôi. Yep. Mùi bad mùi. Rồi. Tiếp theo. Một cái nữa nào. Wow.
còn đúng 3 move. Nhưng mà điểm mình vẫn chưa lên nổi 100.000. Khá là khó đấy. Mà kệ, không lên 100.000 thì mình cũng được 3 sao. Okay, snap. Open this. Cái gì trong này đây? Oh, vẫn là nhiều đó. Bỏ 2 tiếng rẻ. 2 tiếng cá rồi. Còn skateboard. Squid. Một tiếng rưỡi hả? Chắc ngày mai mới mở. Ok. Lâu nay sao nó chưa mất nhỉ? Xuống đây rồi. Xuống đây đi rồi. Ok, còn một cái nữa chỗ này hả? Lên nổi 3 sao không ta? Ly. Chắc là chỉ có thể nổi lên được 2 sao chứ 3 sao thì chắc không rồi. 2 sao please. What? Ok, next level. 239. Tập này có vẻ nhanh cho nên mình sẽ chơi hết luôn. Oh nice. Rồi. Cá. Tưởng đâu mất rồi chứ. Một con cá tiếp tục. Nó có ăn ở đây không? Không. Yep. Please. Rồi. Bây giờ 7 rồi. 7 mua. Ai tiếp play. Đúng rồi, ra. Kinh kinh.
Và ra No. Không đủ may mắn để qua. Rồi ok. Còn đúng 6 move. Ép tại sao? Ok. Hai move, please, chỗ này. Hãy lên chỗ này đi. No. Bạn sự nhà lắm, nhờ may mắn. Again. Thôi chơi lại tiếp. 12 move. Tôi bắt cả ra, ui giời. Nổ. Lần này có cơ hội rồi nhé. Ây no. No. Hey, lại nữa rồi. Fail lại tiếp. Lần này thì sẽ chờ nó mất ở trên này trước đi. Sau đó là mất ở đây. Oh, nice, color bomb. Peace. Bên nào đây? Oh yes. Còn một chỗ này nữa thôi. Làm thế nào đây? Thế nào đây? Hai mô. Mô. What? F. Không có cách nào khác. Okay, next level. Why?
Đây. Sao cái cục sô cô la ở ngay chỗ này vẫn còn tồn tại sau khi xảy đó nhỉ? Ok, quỳnh. Next level. Màn siêu khó 241. Không biết mình qua nổi không. Theo như mình biết thì xài cái này cũng không có tác dụng gì nhiều. Mình lỡ xài rồi. Không ăn ở đâu em? Rồi ra ăn ở chỗ không thể tạo được. Quá khổ đi. Yes, con là bom again. Hey, rip. Bên này nữa. Sắp được rồi. Để xem. Ok, win. Tại sao chỉ hơn được một người? Ok. Next. Ok. Để nắm bắt được rồi. Yeah, boom.
Oh, nice. Phòng Amor Queen. Off, please. Ai, ok, win. Next level. Yes, mình đã lấy được cấp bạc rồi. Oh, level up. Boom. Yes, full lại 5 mạng. Lên tới đâu đây? Màn 243 là một level về hoàn thành nhiệm vụ à. Oh. What? Biết phải làm gì rồi đó. Oh, no more color bomb. Rip. Cái này căng rồi nha. Năm. Ups. Rip. Please. Again. Lần này mình sẽ bớt ngu hơn tí. Ê. Yeah. Đủ. Còn Squib Candy. Squib Candy thì sao nhỉ? Up. Place. Rồi, ok. Next level. 244. Để xem mình còn khả năng nhận các vàng không. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oh no, không còn khả năng nhận cấp vàng. What? Trong này có gì không? Yes. Rồi. Bên này.
cần lắm một Esther S hoặc là một Colobomb. Ồ, Esther S tới nhưng mà không có Colobomb. Esther S nữa kìa. Cái gì đây? Ồ, cũng được. Còn bên này và bên này mà 22 move thì mình sẽ cố gắng thắng càng nhanh càng tốt. Yes, color bomb lục à, không phải color bomb mà là Esther S. Cái gì giống này? Ồ, Sweep Candy ngon. Ôi giời ơi, khó rồi đây. À há. Còn trên này nữa. Yes, color bomb. Để xem mình move đường nào nha. Move. Oh, yay. Không thể lấy được cấp về. Ok, next level. Level cuối cùng của ngày hôm nay. Bắt đầu. Mới vô thấy bom rồi, thấy cái màu nó không được tươi sáng lắm rồi đó. Easter egg. Easter S. Đây. Ok, win. Mất không? Còn mất. Lên hạng 9 nè, ok, nice. Lên. Thử. Thứ 6 à. Lên top 3 thì ngày mai mình chơi vẫn lên được. Ok, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thích series này của mình thì hãy để lại một like, một share. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về video của mình. Bye bye.